rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 5 ngày. Theo như chỉ thị mới của Bộ Y tế Séc, vào thứ Ba ngày 11 tháng 1, thời gian cách ly của những người bị nhiễm COVID-19 cũng như những người có tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh và không có các triệu chứng nhiễm bệnh sẽ giảm xuống còn 5 ngày. Trong trường hợp những người sau khi cách ly 5 ngày vẫn còn các triệu chứng nhiễm bệnh thì sẽ vẫn phải tiếp tục cách ly cho đến khi cảm thấy khỏe và không còn triệu chứng nào và báo cho nhân viên vệ sinh dịch tễ. Sau đó nhân viên vệ sinh dịch tễ sẽ thông báo lại rằng người này có thể không còn phải cách ly sau 2 ngày. Cho đến nay, thời gian cách ly kéo dài 14 ngày và những người không có triệu chứng nhiễm bệnh có thể kết thúc việc cách ly bằng xét nghiệm PCR âm tính sau 7 ngày. Ngược lại, đến bây giờ, những người sau khi tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh trong vòng 180 ngày qua sẽ không phải cách ly nếu không có triệu chứng bệnh. Theo như Bộ Y tế, lý do của việc rút ngắn thời gian cách ly là để đối phó với sự tấn công của biến thể Omicron đang bắt đầu lây lan ở Cộng hòa Séc. Lý do tiếp theo là họ e ngại rằng sẽ có một số lượng người lớn nhiễm bệnh trong lĩnh vực then chốt cần thiết cho hoạt động của công ty, các cơ sở hạ tầng quan trọng không thể làm việc được. Từ ngày 17 tháng 1, thực hiện xét nghiệm một lần một tuần tại các trường học. Và ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Séc cho biết, từ thứ Hai ngày 17 tháng 1, các trường học sẽ chỉ làm xét nghiệm kháng nguyên ngừa COVID-19 một lần một tuần vào thứ Hai cho học sinh và nhân viên nhà trường. Nếu có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính, sẽ phải thực hiện bằng các xét nghiệm PCR. Việc xét nghiệm sẽ không áp dụng cho các trường đại học, lý do là hiện tại đang diễn ra kỳ thi và sinh viên không đến trường học trực tiếp.